Thưa quý vị, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi và theo cập nhật của Bộ Tài nguyên Môi trường thì hiện nay 7 bộ và ngành Trung ương và 63 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân. Tại nhiều địa phương thì người dân cũng như là các chuyên gia đã tham gia đóng góp ý kiến một cách chủ động và tích cực. Và ngày hôm nay thì phóng viên Điệp Anh, người chuyên theo dõi về câu chuyện này, sẽ nói thêm về thông tin cũng như là chị Điệp Anh cũng có thể cho biết là cái nội dung nào đang là nội dung được đại đa số mọi người quan tâm nhiều nhất. Vâng, thưa chị Ngọc Trinh, thưa quý vị khán giả, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi mà thu hồi đất làm dự án là một nội dung được đông đảo người dân tại hầu hết các địa phương quan tâm nhất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thực tế trong thời gian qua cho thấy là do quy định về căn cứ xác định giá đất bồi thường tại luật đất đai năm 2013 chưa thật sự rõ ràng, khiến cho khâu giải phóng mặt bằng tại một số dự án bị kéo dài nhiều năm. Có không ít trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, sau đó trao lại cho các chủ đầu tư và chuyển thành đất thương mại dịch vụ. Và tất nhiên là mức chênh lệch giá là rất lớn, gây ra sự đồng thuận và không đồng thuận giữa người dân. Theo người dân sống tại các khu vực đang có dự án, quan trọng nhất là cần công khai rõ mục đích thu hồi của dự án. Tùy vào mục đích thu hồi mà phương án tính giá đền bù sẽ phải khác nhau. Giá này chắc là áp giá từ bao giờ, chứ làm gì có giá bây giờ mà có 252.000 mét vuông đất. Sửa luật thì bây giờ là làm sao để cho sát với cuộc sống của dân. Khi vận động bà con nói rằng đây là vì cái lợi ích quốc gia, vì cái metro, thì bà con bảo nếu đúng như vậy chúng tôi phát ba lô đi ngay, không có lăn tăn gì hết. Nhưng nếu mà giải tỏa cho ai khác thì chúng tôi không đi. Cuối cùng là phải nói là vận động rất là thuận lợi. Cho nên là quy định trong này thì phải nói như thế nào là lợi ích công cộng, người dân đồng thuận. Tại nhiều địa phương khác, trong các buổi lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đặc biệt được quan tâm. Đang đề nghị bổ sung điều chỉnh là đối với các cái doanh nghiệp thỏa thuận thu hồi đất khi mà thỏa thuận được khoảng 70%. Đối với các trường hợp còn lại mà người dân người ta không thỏa thuận mà đòi hỏi cái giá nó cao quá và người ta không chịu cái vấn đề là thỏa thuận đó thì đề nghị nhà nước phải thu hồi đất. Từ các thực tế trên, các chuyên gia nghiên cứu luật cho rằng trong việc thu hồi đất làm dự án cần quy định rõ ràng dự án nhà nước thu hồi đất làm các công trình công cộng, công ích sẽ đền bù như thế nào. Các dự án cho doanh nghiệp thu hồi để làm dịch vụ, thương mại, nhà ở để bán sẽ có mức đền bù ra sao? Bây giờ nhà nước cứ đứng ra thu hồi đất, tất cả những cái dự án, sau đó lại giao lại cho doanh nghiệp để làm những cái công trình mà mang tính thương mại, thì chắc chắn là người dân còn rất nhiều bức xúc và không bao giờ chúng ta kết thúc được cái việc là người dân khiếu nại, tố cáo và đòi bồi thường. Các chuyên gia đánh giá, trải qua 10 năm thực thi, luật đất đai 2013 có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhưng đến thời điểm này, nhiều quy định đã không còn phù hợp với thị trường, cần có sự sửa đổi sát với thị trường hơn. Vâng, nói tới việc thu hồi đất để làm dự án thì chắc chắn đi theo đó là cái câu chuyện là làm thế nào để có thể sắp xếp ổn định nơi ở mới cho người dân bị thu hồi đất. Và được biết là dự thảo luật đất đai đã đề cập đến vấn đề này thì không biết là các ý kiến góp ý có gì đáng lưu ý không thưa chị Điệp Anh? Vâng, đúng như là chị Ngọc Trinh vừa chia sẻ thì đây là một câu chuyện nóng hổi và song hành cùng với cách tính giá khi mà thu hồi đất. Và bày tỏ sự đồng thuận với nguyên tắc là chúng ta sẽ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập vào điều kiện sống bằng hoặc là tốt hơn so với nơi ở cũ, được đề cập tại điều 90 của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên một số ý kiến đề nghị là cần có những quy định chi tiết hơn. Như là ta phải rõ ràng quy định cụ thể rõ, tốt hơn là về diện tích. Diện tích lớn hơn cái diện tích nơi ở cũ hay không? Đấy, tôi nói ví dụ như thế. Hai nữa là gì? Các cái điều kiện về cơ sở hạ tầng vật chất, đúng không ạ? Rồi các cái dịch vụ. Luật cũng phải cần cụ thể quá hơn cái tiêu chí. Thế nào là tốt hơn nơi ở cũ? Mà nếu chúng ta không cụ thể, không thể chế quá cái này, sau này thực hiện là sẽ xảy ra rất nhiều tranh chấp. Quá trình tôi làm thì trực tiếp ý, thì rất nhiều những cái dự án là vừa mới nghiệm thu xong thì đã là không thể sử dụng được. Nên Trang nghĩ nha, các nhà làm luật ý, nên có những cái xã hội hóa đối với cái công tác là đầu tư, chào thầu để cho làm sao phát huy hết được những cái nguồn lực trong xã hội. Vâng, quay trở lại với câu chuyện đền bù cho người bị thu hồi đất. Như chúng ta đã biết,
cơ sở để đưa ra giá đền bù giải phóng mặt bằng hợp lý, chính là xác định giá phải phù hợp với giá đất trên thị trường. Bởi vậy, việc sửa đổi bỏ quy định có khung giá đất, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến ở trên thị trường, cũng chính là một nội dung quan trọng được đưa ra tại dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến góp ý, để đảm bảo tính khả thi, dự thảo cần có quy định cụ thể hơn về cách thức xác định giá để đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể liên quan. Theo quy định hiện hành, khung giá đất là giá do nhà nước quy định, ban hành định kỳ 5 năm một lần. Quy định này khiến cho thị trường đất đai đang tồn tại cơ chế hai giá đất. Một giá đất theo khung nhà nước ban hành, giá đất thứ hai được gọi là giá trên thị trường, thường cao hơn gấp nhiều lần so với khung giá do nhà nước quy định. Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, quy định về khung giá đất sẽ được bỏ, thay thế vào đó là bảng giá đất sát với thị trường hơn. Theo các chuyên gia, việc bỏ khung giá đất là điểm đổi mới căn bản nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý đất theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá đất sát với thị trường. Muốn thực hiện được điều này, cần phải có các tổ chức định giá đất chuyên nghiệp, độc lập. Ngay trong năm khi mà hình thành lên những cái tuyến đường mới và có những cái vị trí các cái khu đất, các thửa đất mới mà nó có cái giá trị thay đổi rất là lớn so với trước khi đầu tư đường, thì cũng nên có một cái quy định, đó là giao cho Ủy ban dân cấp tỉnh thì xem xét là ban hành trong năm đối với trường như vậy. Chúng tôi sẽ thiết kế trong cái nghị định và sau này sửa đổi cái thông tư 36 nữa, là để cho việc cái xác định giá đất là một cách minh bạch. Đấy. Từ cái vấn đề là tự số liệu đầu vào cho đến cái quá trình là tính toán cho đến ra cái giá đất để đảm bảo tính đúng tính đủ. Điều 153 dự thảo luật đất đai sửa đổi đưa ra 5 nguyên tắc xác định giá đất, trong đó có nguyên tắc phù hợp với giá phổ biến trên thị trường, quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường. Một số ý kiến cho rằng quy định này khá ngắn gọn và chưa đầy đủ. Chúng ta phải xây dựng các cái hệ thống công nghệ để tận dụng các cái công cụ này, cái tính tối ưu của nó để tính toán, đưa ra được những cái chỉ số đất, những cái giá đất theo thị trường của từng thời gian. Trên thực tế, trong thời gian qua, tại một số khu vực, giá bất động sản bị đẩy lên quá cao, không phản ánh đúng giá cả của thị trường. Do đó, nhiều ý kiến góp ý cần quy định rõ giá thị trường là mức giá ước tính sẽ được mua bán giao dịch trên thị trường trong điều kiện bình thường, phù hợp với quy định về khái niệm định giá được luật giá hiện hành đưa ra. Chỉ còn gần một tháng nữa là sẽ hết thời hạn lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ở ngoài vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, rất nhiều ý kiến đã được ghi nhận xoay quanh các chủ đề khác như là quy định giao đất hay là vấn đề về quy hoạch. Các ý kiến tâm huyết đang được tiếp thu và sẽ được tổng hợp để cơ quan soạn thảo thẩm tra, chỉnh lý tốt nhất dự án luật đất đai sửa đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các ý kiến đóng góp xung quanh dự thảo trong các chương trình tài chính kinh doanh tiếp theo.